Tổng tư lệnh quân đội Myanmar đã có cuộc họp nội các đầu tiên kể từ sau khi quân đội nước này bắt giữ nhiều quan chức chính phủ, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Aung Win Myint. Đại diện quân đội Myanmar khẳng định đang nỗ lực làm việc để bảo đảm sự ổn định của đất nước, đồng thời tuyên bố trả tự do cho nhiều thủ hiến vùng và bang đã bị bắt giữ trước đó một ngày. Trong cuộc họp nội các mới nhất, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar cho biết quân đội sẽ kiểm soát đất nước cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử sắp tới. Trong giai đoạn tình trạng khẩn cấp của đất nước kéo dài một năm, bầu cử và đối phó với COVID-19 sẽ là ưu tiên hàng đầu của đất nước. Quân đội Myanmar cũng đã đưa ra những bước đi được cho là hạ nhiệt tình hình khi truyền thông khu vực cho biết quân đội đã trả tự do cho nhiều thủ hiến vùng và bang bị họ bắt giữ trước đó một ngày. Trong một tuyên bố, quân đội Myanmar cho hay hiện dịch vụ Internet đã được khôi phục trở lại và các dịch vụ ngân hàng vẫn đang hoạt động như bình thường. Những diễn biến tại Myanmar đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2 tháng 2 đã có cuộc họp khẩn tại Myanmar để thảo luận tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, các nước đã không thể ra tuyên bố chung do Anh soạn thảo nhấn mạnh việc sớm khôi phục dân chủ tại Myanmar vì không có đủ sự ủng hộ của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an. Hiện có lo ngại trong dư luận quốc tế về tình hình tại Myanmar. Chúng tôi hoan nghênh vai trò của các đối tác khu vực, bao gồm ASEAN, để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thảo luận các bước đi tiếp theo. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có sự đồng thuận và tôi sẽ sớm thông tin về các bước tiến về vấn đề này. Trước đó, các quốc gia ASEAN cũng ra tuyên bố nhấn mạnh những nguyên tắc của khối, bao gồm tuân thủ các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, tôn trọng và bảo vệ các quyền con người cũng như các quyền tự do. Nhiều quốc gia cũng đang cân nhắc các biện pháp để ứng phó với những diễn biến tại Myanmar. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết sẽ xem xét lại viện trợ nước ngoài cho Myanmar, trong khi Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng các bên ở Myanmar sẽ đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, thông qua việc nối lại đối thoại chính trị và duy trì sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước. Iran cho biết nước này đã cho phép tất cả thủy thủ đoàn ngoại trừ thuyền trưởng trên một tàu chở dầu của Hàn Quốc bị bắt hồi tháng trước rời khỏi đất nước này trong một động thái nhân đạo. Quyết định được đưa ra sau yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc và sự hợp tác với bộ máy tư pháp tại Iran. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thuyền trưởng trên con tàu này vẫn ở Iran. Hiện vẫn chưa rõ liệu con tàu trên đã được phép rời đi chưa. Các thủy thủ đoàn bị bắt giữ đến từ Hàn Quốc, Indonesia, Việt Nam và Myanmar. Trước đó, vào ngày 4 tháng 1, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ tàu Hàn Quốc với cáo buộc gây ô nhiễm dầu. Tuy nhiên, đơn vị khai thác tàu đã bác bỏ cáo buộc của phía Iran. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran sau đó đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc về việc trả tự do cho thủy thủ đoàn trên tàu Hàn Quốc và đề nghị Hàn Quốc giải phóng 7 tỷ đô la Mỹ trong tài khoản của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc rằng vụ bắt giữ tàu chở dầu của Hàn Quốc được thực hiện để đáp trả việc Hàn Quốc đóng băng các tài khoản của Iran. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật Bản và Anh mới đây đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về tình hình tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng các vùng biển này. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của họ với những người đồng cấp Anh về luật hải cảnh của Trung Quốc vừa có hiệu lực từ mùng 1 tháng 2 vừa qua. Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Toshimitsu Motegi cho biết là Nhật Bản vẫn đang cảnh giác và rất chú ý tới ảnh hưởng của luật đó đối với Nhật Bản, đồng thời cho rằng luật này không nên được sử dụng theo cách thức vi phạm luật pháp quốc tế. Cùng với đó, các bộ trưởng hai nước cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Thảo luận về những phương thức thắt chặt hơn quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng và đảm bảo thực thi tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Cũng tại cuộc họp, London thông báo sẽ thúc đẩy hợp tác sâu hơn với Nhật Bản về an ninh quốc gia và dự kiến điều tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong năm nay. Mỹ đã chính thức gia hạn thêm 5 năm hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START với Nga trước khi hiệp ước này hết hiệu lực vào ngày 5 tháng 2. Động thái này là bước đầu tiên nhằm thực hiện lời hứa của Tổng thống Joe Biden là bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa hạt nhân bằng việc khôi phục sự lãnh đạo của Mỹ trong vấn đề kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, việc gia hạn hiệp ước START mới đảm bảo các giới hạn có thể kiểm chứng đối với các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
và máy bay ném bom hạng nặng của Nga cho tới ngày 5 tháng 2 năm 2026. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá việc gia hạn hiệp ước New START với Nga là bước khởi đầu cho nỗ lực giải quyết những lo ngại về vấn đề hạt nhân và ổn định chiến lược. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, việc gia hạn hiệp ước này sẽ giúp Mỹ có các giới hạn có thể xác minh được đối với kho vũ khí hạt nhân của Nga. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc gia hạn hiệp ước New START sẽ giúp ngăn chặn xu hướng phá vỡ các cơ chế kiểm soát vũ khí. Phía Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tăng cường sự ổn định chiến lược trên toàn cầu. Liên Hợp Quốc đã ngay lập tức hoan nghênh Mỹ và Nga đã gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới thêm 5 năm, đồng thời nhấn mạnh đây chính là phương tiện để duy trì các giới hạn có thể xác minh được đối với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Việc gia hạn hiệp ước New START là bước khởi đầu để thế giới có thể củng cố lại chế độ kiểm soát vũ khí hạt nhân. Liên Hợp Quốc mong muốn trong 5 năm tới, Nga và Mỹ sẽ đàm phán để cắt giảm hơn nữa số lượng vũ khí hạt nhân mà hai nước đang sở hữu, đồng thời đạt được những thỏa thuận mới có thể giải quyết những thách thức mới nổi trong vấn đề vũ khí hạt nhân và đảm bảo thế giới có thể sống trong hòa bình. Cùng ngày, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng lên tiếng hoan nghênh và bày tỏ sự ủng hộ hiệp ước nói trên là sự khởi đầu chứ không phải là kết thúc của nỗ lực giải quyết các mối đe dọa hạt nhân và những thách thức mới đối với sự ổn định chiến lược. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới đã được thực thi kể từ năm 2011. Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Theo hiệp ước, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng. Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua kế hoạch ngân sách mở đường cho việc phê chuẩn gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la do Tổng thống Joe Biden đề xuất mà không cần sự ủng hộ của một số thành viên Đảng Cộng Hòa. Theo dự thảo ngân sách nói trên, phe Dân Chủ chỉ cần đa số phiếu với 51 phiếu tại Thượng viện để thông qua gói cứu trợ thay vì 60 phiếu cần thiết như đối với hầu hết các dự luật. Điều này cũng cho phép phe Dân Chủ phê chuẩn gói cứu trợ ngay cả khi tất cả 50 thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối. Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn bất đồng về gói cứu trợ COVID-19. Gói cứu trợ do Đảng Dân Chủ đề xuất trị giá 1.900 tỷ đô la, bao gồm khoản chi trực tiếp 1.400 đô la cho mỗi người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, cùng các khoản tài trợ cho trường học, chính quyền bang cũng như địa phương, và tiền để tăng cường phân phối vaccine COVID-19. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa tìm kiếm một thỏa thuận nhỏ hơn nhiều, khoảng 600 tỷ đô la, trong đó có các khoản thanh toán trực tiếp 1.000 đô la, do lo ngại gói cứu trợ của Đảng Dân Chủ sẽ làm gia tăng nợ của Mỹ. Theo báo cáo khảo sát được công bố ngày 2 tháng 2, dưới tác động của đại dịch COVID-19, chỉ trong một thời gian gần một năm qua, gần 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật phải tuyên bố phá sản. Chiếm số đông trong các doanh nghiệp bị phá sản là các công ty hoạt động trong các lĩnh vực như dịch vụ ăn uống, may mặc, xây dựng, khách sạn. Phần lớn các doanh nghiệp phá sản tập trung tại Tokyo, Osaka cũng như tỉnh Kanagawa. Để phòng chống dịch COVID-19, các biện pháp của chính phủ Nhật Bản đưa ra như yêu cầu người dân hạn chế đi lại khi không thực sự cần thiết, rút ngắn thời gian kinh doanh của các cửa hàng trong thời gian dài, đã khiến cho doanh thu của các doanh nghiệp không thể hồi phục và nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng. Trước việc nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do kéo dài tình trạng khẩn cấp, để hỗ trợ các doanh nghiệp, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tăng khoản tiền hỗ trợ một lần đối với các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho cửa hàng ăn uống, đáp ứng các yêu cầu của chính phủ về việc rút ngắn thời gian kinh doanh để hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Mức hỗ trợ tối đa dự kiến sẽ rơi vào 1,8 triệu yên một cửa hàng. Đối với các doanh nghiệp quy mô trung bình, vừa, nhỏ, chính phủ Nhật Bản sẽ nâng mức hỗ trợ một lần cho các doanh nghiệp này từ mức tối đa là 400.000 yên lên mức 600.000 yên. Đối với hộ kinh doanh cá nhân, khoản tiền hỗ trợ cũng được nâng lên mức tối đa 200.000 yên lên mức 300.000 yên. Tỷ phú Jeff Bezos ngày 2 tháng 2 thông báo vào cuối năm nay, ông sẽ từ chức giám đốc điều hành của Amazon, công ty do ông xây dựng từ khi còn là một doanh nghiệp khởi nghiệp và nay phát triển thành một trong những tập đoàn có giá trị cao nhất thế giới. Tỷ phú giàu nhất thế giới cho biết ông sẽ chuyển giao vai trò CEO Amazon vào quý 3 cho ông Andy Jassy, người đứng đầu bộ phận dịch vụ web của Amazon. Tin tức trên được công bố sau khi Amazon thông báo mức lợi nhuận quý tăng hơn gấp đôi lên 7,2 tỷ đô la Mỹ và thu nhập tăng 44% lên 125,6 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa do đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến bùng nổ khắp thế giới.
Jeff Bezos cho biết ông sẽ vẫn tiếp tục tham gia các sáng kiến quan trọng của Amazon, nhưng chuyển hướng đến những hoạt động từ thiện của mình, cũng như các dự án kinh doanh khác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và báo chí.